mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Sơn. Thì ngày hôm nay Sơn đi kiểm tra máy đó, thì được báo là cái máy này nó chạy nhưng mà nó rất là ồn. Thì bây giờ mình xuống mình kiểm tra coi coi nó bị ồn sao nha. Đó, thì hiện tại mình thấy nó cũng rất là ê, nhưng mà không biết sao cách nó rất là ồn. Bây giờ mình sẽ tắt máy thở rồi mở mắt lại coi nó ồn như thế nào nha. Giờ Sơn sẽ mở ra kiểm tra xem coi nó bị cái gì nha, tại sao mà nó ồn như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ mở máy ra kiểm tra nha. Tiếng ồn mà phát ra từ cái đây, bạn nghe mà đây là cái induction motor rất là đây, khi nó chạy nó tạo ra tiếng ồn, cái motor rất là nóng đó. Thì bây giờ mình sẽ mở ra, mình sẽ mở ra mình kiểm tra. Thì bây giờ mình sẽ thấy cái induction motor này nha. Ok, thì mình sẽ ra ngoài xe, mình sẽ lấy cái cục mới, cục induction motor mới vô mình thay. Ok, hello mọi người, bây giờ mình đã trở lại, mình đã thay cái mới, mình lấy cái mới vô, mình gắn vô nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ thay cái mới vô. Ok, đây là cái mới. Ok, sẽ thay cái mới vô.
cái thay cái mới này thì cũng rất là lẻ các bạn, không có mất nhiều thời gian, mất con ốc mình bắn cho thôi lẻ nhé. Đây, mình sử dụng cái khoan rất là tiện. Ở Mỹ này xài ốc có hai size, mình phải nói là 56 và 1/4. Cái size này xài 56 ha, size này 1/4. Đây hai cái này thì nó khó cho mình thấy. Rồi bây giờ mình sẽ connect hai cái dây này, xem thấy hai cái dây này hồi nãy là dây trắng với trắng, trắng mình đấu với trắng. Ok, trắng với trắng, này là đen với đen nha, đen với đen. Ok, rồi, cái dây này dây pressure switch. Mình phải đấu cái dây này vô nha, không có cái dây này là nó không chạy nha mọi người. Nó không chạy nha mọi người, à, phải đấu vô. Ok. Rồi, bây giờ mình mở máy thử nha. Ok, kiểm tra lại một lần nữa coi có cái dây gì chưa đấu không. Rồi ok, mở máy nha. Sau khi mình mở máy lên mình chờ nó chạy êm rất là nhiều nha. Rồi, mình thấy cái đèn đỏ lên là biết là nó chuẩn bị chạy nha. Đây, giờ mình chờ một chút nữa rồi mình tắt lại thử coi nó còn ổn nha mọi người. Cái máy này là cái vấn đề của nó là đều nó không chạy, cho nên phải kiểm tra kỹ. Ok, cho nó chạy một xíu, kiểm tra, tắt đi. Đây là cái máy này mình xe nha. Đó, bây giờ thì mình nghe cái quạt nó chạy rồi, quạt nó chạy rồi. Bây giờ mình sẽ tắt đi để mình xem. Khi mình tắt thì nó rất là ổn, ở khi mình muốn sửa mũi được thì mình tắt thôi nhé. Ok, sau khi mình tắt thì mình tắt.